Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Gem, khám phá những điều kỳ thú. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy hay và thú vị thì hãy comment cũng như chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến khám phá đất nước Colombia. Colombia, tên chính thức là Cộng hòa Colombia, là một quốc gia tại Nam Mỹ. Colombia giáp với Venezuela và Brazil, về phía đông giáp với Ecuador và Peru, về phía nam giáp với Đại Tây Dương qua biển Caribe và phía tây giáp Panama và Thái Bình Dương. Colombia cùng với Chile là hai quốc gia ở Nam Mỹ, giáp cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Colombia là một nước có đa dạng, lớn thứ tư Nam Mỹ, với diện tích hơn gấp 7 lần New Zealand, chỉ nhỏ hơn một chút so với Arizona, California, Oregon và Washington còn lại. Và sau đây là top 8 điều kỳ diệu của đất nước Colombia. Thứ nhất, đa dạng về chủng tộc. Colombia cũng rất đa dạng về chủng tộc. Tính đến năm 2005, 10,4% dân số của đất nước là người Afro-Colombia và 3,4% là người Mỹ, theo sách sự kiện thế giới của CEA. Điều kỳ diệu thứ hai, có khí hậu tuyệt vời. Trong khi nhiều người biết đến đất nước này như một thiên đường, hệ sinh thái phong phú có thể do các vùng khí hậu đa dạng, rừng nhiệt đới, savan, thảo nguyên, sa mạc, khí hậu núi. Nhiệt độ của Colombia thay đổi theo tùy độ cao và lượng mưa. Ví dụ, thủ đô Bogota của đất nước này cao gần 9.000 độ cao so với mực nước biển và nhiệt độ trung bình của nó là 57 độ C. Thứ ba, có cà phê ngon nhất thế giới. Colombia là một trong những nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới và vận chuyển hàng triệu bao cà phê ngon nhất ra thị trường nước ngoài mỗi năm. Cà phê Colombia nổi tiếng thế giới về hương vị và hương thơm nhẹ nhàng đậm đà mỗi lần pha. Đến với Colombia, bạn có thể thưởng thức cà phê được mệnh danh là cà phê ngon nhất thế giới này. Thứ tư là thiên đường của dòng sông. Chúng ta biết rằng trên thế giới có rất nhiều sông và hồ tuyệt vời, nhưng có bao nhiêu con sông đầy màu sắc như Canos Cristales? Nó thường được gọi là dòng sông chảy đến thiên đường bởi vì từ tháng 9 đến tháng 11, mực nước giảm xuống, rêu trên các tảng đá bắt đầu thay đổi với nhiều màu sắc đẹp mắt. Chính vì thế mà người ta gọi đây là dòng sông của những thiên đường. Và thứ năm là đất nước có số ngày nghỉ nhiều nhất thế giới. Chỉ kém Argentina, Colombia có số ngày nghỉ lễ quốc khánh cao thứ hai trên thế giới với 18 ngày nghỉ lễ và trung bình 15 ngày nghỉ có lương. Rõ ràng quốc gia Nam Mỹ này coi trọng việc nghỉ ngơi, trong khi đó theo ABC, Mỹ chỉ có 10 ngày lễ. Hầu hết người Colombia tận dụng những ngày cuối tuần dài, còn được gọi là lễ hội thú y, để đi du lịch trong nước với bạn bè và gia đình. Thứ sáu, đất nước có lối sống lành mạnh. Kể từ năm 1974, vào các ngày chủ nhật vào ngày lễ, thủ đô của đất nước đóng cửa những con đường chính thường xuyên tắc nghẽn để người dân Bogota có cơ hội đi bộ, chạy xe đạp, trượt băng. Nói cách khác, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tất cả mọi người ở Colombia và du khách có thể đi lại trên 75 dặm đường nhựa để làm sân chơi của họ. Điều thú vị thứ bảy là quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời. Với các món hầm ngon đặc biệt đến từ các vùng khác nhau của đất nước, người Colombia hầu như không thiếu sự hào hoa trong ẩm thực. Và cuối cùng là thứ 8 là đất nước yêu thích bóng đá. Người Colombia hiếm khi bỏ lỡ cơ hội giao lưu qua những trận bóng đá. Đó là niềm đam mê và tài năng của con người Colombia. Nhắc đến Colombia thì chúng ta không thể không nhắc đến hai cầu thủ nổi danh, đó là James Rodríguez và Los Cafeteros. James Rodríguez đã mang về chiếc chày vàng, trao hết các bàn thắng trong giải đấu và cũng giành được bàn thắng đẹp nhất trong giải đấu. Và vừa rồi các bạn cũng đã cùng mình ghé thăm đất nước Colombia này. Nếu các bạn thấy hay và thú vị, hãy chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.